Xin chào mọi người đã quay lại kênh của F3 Đất Tây Nguyên. Hôm nay sẽ giới thiệu với mọi người một thực phẩm view suối tại trung tâm xã Quảng Tiến, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông nha mọi người. Ngay chỗ khu dân cư Sầm Út. Đó. Dân cư ở rất là đông đúc nha mọi người. Cách đường quốc lộ 14A chỉ mất 500m thôi nha mọi người. Chỉ mất 500m thôi. Cách ngay chỗ trung tâm Ủy ban Nhân dân 700m. Cách ra trung tâm mua bán, chợ, trường chợ, mọi thứ trung tâm là chỉ mất 1km thôi nha mọi người. Lô đất của mình thì cực kỳ rẻ so với thị trường và rất là thích hợp cho các nhà đầu tư nha mọi người. Rất là thích hợp cho các nhà đầu tư luôn. Diện tích của lô đất của mình là 1 hect. Ở phía trên là có 8,5m mặt tiền đường nhựa nha mọi người. 8,5m mặt tiền đường nhựa. Ngay chỗ khu dân cư sống Sầm Út luôn. Đó, có đường đi xuống là 8,5m nè mọi người. 8,5m. Còn lại là cái này á, ngay chỗ cái này có cái view suối nghỉ dưỡng cực kỳ đẹp, đó là 180m view suối nha mọi người. 180m view suối và có một cái ghềnh đá như thác á, rất là đẹp luôn mọi người. Đây có một cái hồ nha mọi người, một hồ nước. Có hồ nước đầy đủ luôn. Thì ở trên đất của mình hiện tại là đang trồng sầu riêng Mô sinh kinh nha mọi người. Trải phun hết sầu riêng mô sinh kinh rồi. Diện tích là phía sau là 1 hect, ở trên là 8,5m nha mọi người, đường nhựa. Đây, cái này mình có thể đổ bê tông để xuống vườn nha mọi người. Ở đây thì cũng tăng cấp một đoạn rồi. Tăng cấp rồi mọi người có thể đầu tư thêm để làm một cái khu nghỉ dưỡng ngay chỗ trung tâm nha mọi người. Rất là thích hợp luôn. Nó cách ra trung tâm Sầm Út rất là gần luôn, mà ngay chỗ cái khu đất của mình ở đây này dân cư ở rất là đông rồi. Đó, đất thì ngay chỗ cái vùng này thì nó có đất lài xuống nha mọi người, dốc, có một phần dốc nha mọi người. Đó. Giá là rất là đầu tư luôn. Giá của lô đất ngay chỗ trung tâm mà lô đất có 8,5m mặt tiền đường nhựa luôn mà giá chỉ có 1 tỷ 6. Đó. Có 1 tỷ 6 thì còn thương lượng nhẹ về giấy tờ vài chục triệu nữa nha mọi người. Đó, giá rất là đầu tư luôn. Mọi người yêu thích lô đất hãy liên hệ liền cho em nha mọi người. Đây, em sẽ quay cái ghềnh đá cho mọi người xem nha. Đó, ghềnh đá cực kỳ đẹp luôn. Có 180m mặt suối nha mọi người. Đó, đây là cái ghềnh đá của mình nè. Ghềnh đá rất là đẹp. Nên mọi người, lô đất này rất là thích hợp cho đầu tư nha. Anh chị chỉ cần vô cải tạo thêm một tí nữa thôi là làm một khu nghỉ dưỡng cực kỳ đẹp luôn. Tại vì cái này nó rất là thuận lợi nè. Nó ngay chỗ khu trung tâm dân cư nè. Đó. Ngay chỗ cái các trung tâm Sầm Ức là nó rất là gần luôn. Nó cách quốc lộ 14 có 500m thôi. Mà trung tâm ủy ban nhân dân xã, trường học luôn có 700m thôi. Đó. Còn trung tâm mua bán trường chợ thì 1km. Ở đây thì đường điện đầy đủ luôn rồi nha mọi người. Dân cư thì mọi người thấy đó, Sầm Ức luôn. Đó, đây này, cái vờ rào này là cái mặt tiền đường của mình nha mọi người. Cái này mình có thể đổ bê tông để ô tô vào xuống tới ngay chỗ cái ghềnh thác của mình luôn nha mọi người. Rồi, mọi người yêu thích lô đất hãy liên hệ liền cho em nha, vào Zalo hoặc số điện thoại để biết thêm chi tiết và được em dẫn đi xem vườn nha mọi người. Xin chào, hẹn lại gặp lại mọi người vào video tiếp theo của em ạ.